Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay, thứ sáu ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng khá mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,33% và hiện tại đứng ở mức 2.364 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,13%, hiện tại chỉ có đứng ở mức 105 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 7,42%, giao dịch ở mức 53.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,357% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm đứng ở mức 83,68 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng và đang trên đà tăng tuần thứ hai liên tiếp. Các nhà giao dịch đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu việc làm để đoán định xem cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có cắt giảm lãi suất hay không. Đồng bạc xanh đang đà giảm trên cơ sở hàng tuần, khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Theo chuyên gia phân tích thị trường hàng đầu Tom Walter của KCMJ cho rằng, cho đến nay vàng đã có một tuần hoạt động hiệu quả, trong đó kim loại quý này được hưởng lợi từ một số dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu của Mỹ. Thị trường đang tiếp tục chờ đợi công bố báo cáo việc làm trong ngày hôm nay. Và vị chuyên gia Walter cho rằng nếu số liệu việc làm không giảm thì các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay. Điều này có thể duy trì vàng ở mức 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Lãi suất hạ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời. Ở mức giá hiện tại, giá vàng thế giới đang tương đương khoảng 73,2 triệu đồng trên lượng. Mức giá này, người mua vàng lướt sóng lẫn người nắm giữ dài hạn đều đang có lời. Theo Goldprice, người mua vàng nắm giữ trong vòng 6 tháng qua cũng có mức lãi đến 313 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương lãi khoảng 9,8 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC đã bất động trong khoảng một tháng qua. Tuy nhiên thì theo một số chuyên gia cho rằng, người dân Việt Nam vẫn luôn thích đầu tư vào loại tài sản này. Tính đến phiên ngày hôm nay mùng 5 tháng 7, giá vàng miếng SJC đã bất động trong khoảng một tháng qua kể từ khi mà Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án mới ổn định thị trường vàng và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng trên thị trường thế giới. Giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn công bố trong sáng ngày hôm nay tiếp tục giữ nguyên ở mức cũ là 76,98 triệu đồng trên một lượng. Trong khi giá vàng miếng SJC đứng im trong thời gian dài vừa qua thì giá vàng nhẫn 24K, vàng nhẫn bộ số 9 tại các doanh nghiệp vẫn liên tục tăng theo giá vàng trên thị trường thế giới. Và hiện tại, mỗi lượng vàng nhẫn chỉ còn cách vàng miếng trên nửa triệu đồng trên một lượng, trong khi giai đoạn trước đây, mức chênh lệch giữa hai loại vàng này thường tới chục triệu đồng tùy từng thời điểm. Theo phản ánh của người dân, dù giá vàng miếng SJC đang ở mức thấp và giữ nguyên trong khoảng một tháng qua, nhưng họ vẫn rất khó để mua được vàng, theo chị Quỳnh Anh ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chị cho biết giá vàng tại thời điểm này hiện tại rất hấp dẫn nhưng gia đình chị không thể mua được, tại ngân hàng rất khó để đăng ký mua trực tuyến. Còn ở các doanh nghiệp trên thị trường đều hết vàng miếng SJC để bán ra. Cũng tìm mua vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn gần 3 tuần nay, nhưng chị Thu Hương ở Cầu Giấy, Hà Nội đều nhận được thông báo cửa hàng hiện tại không bán vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn bố số 9. Theo một số chuyên gia tài chính, người dân Việt Nam luôn thích đầu tư vàng, tuy nhiên do thị trường vàng biến động trong khi thị trường bất động sản có dấu hiệu đi lên, nên nhiều nhà đầu tư đã kịp chốt lời khi vàng đạt đỉnh về giá và chuyển sang mua bất động sản. Theo dữ liệu từ thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024, hầu hết kênh đầu tư ghi nhận dấu hiệu tích cực so với năm 2023, trong đó bất động sản vẫn là kênh có lợi suất đầu tư cao nhất. Theo ông Lê Đình Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Bất động sản SGO Home Hà Nội, cho biết thực tế có nhiều nhà đầu tư đã chuyển dòng tiền từ vàng sang bất động sản, họ mua vào lúc giá bất động sản ở đáy. Theo ông Trung, nhà đầu tư hiện nay cũng khá thận trọng, họ không bỏ trứng vào một giỏ mà đầu tư phân tán. Nhà đầu tư có thể mua bất động sản ở nhiều phân khúc như đất nền, biệt thự, chung cư, điều này giúp họ hạn chế được rủi ro. Trước đó, tình trạng nhiều người đổ xô mua vàng miếng SJC, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần khơi thông các kênh đầu tư để thu hút nguồn lực hiệu quả.
Nếu có kênh đầu tư thuận lợi, người dân sẽ không đổ xô đi mua vàng, theo ông nhấn mạnh. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn tạm thời cũng không có thay đổi về giá. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.208 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.458 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.745 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.825 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.620.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.440.000, bán ra 7.600.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.440.000, bán ra 7.610.000. Vàng 4 số 9, mua vào 7.430.000, bán ra 7.530.000. Vàng 24K, mua vào 7.255.4.000, bán ra 7.455.4.000. Vàng 18K, mua vào 5.413.1.000, bán ra 5.663.1.000. Vàng 14K mua vào 4.155.4.000, bán ra 4.405.4.000. Vàng 10K mua vào 2.905.3.000, bán ra 3.155.3.000. Nhẫn tròn bốn số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.505.000, bán ra 7.635.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.